Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khai thác cái đồng coin CB. Đây là đồng coin của dự án CB. Dự án này thì nó vừa mới ra mắt ở trên Telegram và chúng ta sẽ khai thác free ở trên Telegram. Để mà tham gia được cái dự án này thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình để phần mô tả video. Tiếp theo thì nó sẽ hiển thị ra chữ start và nó hiển thị ra cái mục farm ở dưới này. Đây là cái lời chào, lời giới thiệu về cái dự án này. Thì chúng ta sẽ nhấp vào mục farm ở đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục Invite này. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục Start Farming này. Ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta nó có 3 mục là Social Media này. Mục Zap Link thì các bạn muốn lấy link chia sẻ các bạn sẽ nhấp vào đây. Nhưng mà khi mà các bạn vào khai thác rồi thì chúng ta muốn lấy link chúng ta sẽ quay lại đây để lấy nhé. Còn bây giờ chúng ta chưa khai thác thì sẽ chưa lấy link. Còn ở đây thì là mục support với cái dự án này, các bạn nhấp vào đây thì các bạn sẽ có thể là liên hệ với dự án để support, cần hỏi những câu gì các bạn có thể là hỏi. Đó, và bây giờ để mà tham gia được thì các bạn sẽ nhấp vào cái nút màu xanh ở chỗ góc bên trái này. Và chúng ta sẽ nhấp vào mục bắt đầu. Và đây là cái giao diện để chúng ta bắt đầu khai thác thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục Start Farming này. Con này thì mỗi một phiên đào của nó sẽ rơi vào 8 tiếng đây các bạn nhé. Hết 8 tiếng thì các bạn sẽ vào đây để chúng ta nhấp farming một lần. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái nhiệm vụ để chúng ta nhận thêm phần thưởng cái đồng token này nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái mục tách này. Tiếp theo thì ở đây các bạn sẽ điền cái tên username. Tên username trên Twitter của các bạn chúng ta sẽ điền vào đây là cái tên mà có A còng nhé. Các bạn sẽ điền vào đây. Sau khi các bạn điền tên xong, chúng ta sẽ nhấp vào confirm này. Và tiếp theo thì dưới này nó sẽ có những cái nhiệm vụ, ở đây gồm có 8 nhiệm vụ này. Và mỗi một nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận phần thưởng tương ứng, ví dụ như là cái này. Thì các bạn sẽ nhận là 150 cái đồng CP này. Và tiếp theo thì bên dưới này nó cũng tương tự này, có hai nhiệm vụ 150, còn dưới này là 75, 100 này. Tổng tất cả cái số đồng token này các bạn nhận được thì cũng khá là nhiều đấy, được khoảng vài trăm nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở trên này, các bạn sẽ nhấp vào mục Start này. Tiếp theo thì nó sẽ đưa cho các bạn sang một cái giao diện mới ở bên Twitter này, các bạn sẽ nhấp vào chỉ một lần. Và bên đó thì các bạn chỉ cần có đăng ký kênh này. Đó, và các bạn có thể là like, retweet bài đăng của nó là được nhé. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái mục Tele để chúng ta làm nhiệm vụ tiếp này. Thường thì sau khi các bạn làm nhiệm vụ xong khoảng 30 giây các bạn sẽ nhấp vào confirm thì nó mới nhận nhé. Còn các bạn vừa mới thao tác làm nhiệm vụ xong mà nhấp thì nó sẽ không nhận đâu, bởi vì hệ thống nó còn chưa kịp kiểm duyệt. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục thứ hai bên dưới là mục start. Sau khi làm xong mục này thì các bạn sẽ nhấp vào confirm ở mục trên nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ tham gia cái group Telegram của dự án này. Và các bạn có thể là like thả tim ở đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại. Bây giờ thì chúng ta có thể là nhấp vào confirm ở cái mục trên này được rồi. Tiếp theo thì các bạn sẽ confirm ở cái mục dưới này. Và bây giờ các bạn thử quay trở lại cái mục home này để xem là đã nhận được phần thưởng chưa nhé. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành hai nhiệm vụ và nhận được là 300 cái đồng token CP này. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp các cái nhiệm vụ còn lại này. Các bạn sẽ vào mục tech ở đây. Ở đây thì chỉ còn có 6 nhiệm vụ thôi. Chúng ta sẽ nhấp vào mục Start này. Sau đó thì bắt đầu là lên trên Twitter này, like và thả tim cái bài đăng của dự án. Đó, ở đây các bạn sẽ retweet lại. Các bạn có thể là bình luận ở đây. Sau khi bình luận xong thì chúng ta sẽ quay trở lại bên Telegram để làm tiếp nhiệm vụ. Chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ ở bên dưới này nhé. Và chúng ta sẽ nhấp tiếp vào cái mục thứ hai ở đây. Thì cái bài này thì rõ ràng là mình vừa like vừa retweet và comment rồi. Thì mình lại quay trở lại đây. Mình sẽ nhận của cái nhiệm vụ vừa xong nhé. Nhiệm vụ nút trước này. Mình sẽ nhận trước. Tiếp theo thì mình sẽ nhận cái nhiệm vụ vừa làm này. Và bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp những cái nhiệm vụ còn lại ở đây. Cứ có bao nhiêu cái start này các bạn sẽ nhấp vào hết cho mình nhé.
Nó chỉ ra mỗi một cái bài đăng này thôi mà nó bắt mình làm nắm link thế. Đây là bài khác rồi này. Đó, khi mà nó sang bài khác thì các bạn lại like retweet lại bài đăng. Thì các bạn có thể là bình luận thăng 22 này. Nó yêu cầu chúng ta là thăng 22 mà nãy giờ mình cũng không để ý đâu, mình cứ tưởng là nó đánh dấu là bài 21 22 nhưng mà kệ nó thôi. Rồi các bạn làm hết một loạt ở đây. Ở đây thì các bạn cứ bình luận thăng 22 là được. Các bạn sẽ confirm ở cái mục trên này nhé. Những cái nhiệm vụ nào mà cứ quá 30 giây này chúng ta sẽ confirm để nhận phần thưởng. Sau khi các bạn làm xong 30 giây sau thì các bạn sẽ confirm. Và chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng ở dưới này. Sau khoảng 3 phút mình làm nhiệm vụ thì còn hai cái nhiệm vụ này mình nhấp liên tục mà nó vẫn báo là chưa được. Đấy, mặc dù là đã nhấp vào confirm rồi nhưng nó vẫn chưa cho mình thưởng. Và tổng thì mình mới nhận được là 600 cái đồng token của cái dự án này, còn hai cái nhiệm vụ đó là tương đương với 200 điểm nữa. Nếu như mà bạn nào làm xong thì chúng ta sẽ có 800 cái token này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tăng cái tốc độ khai thác nhé. Các bạn sẽ vào mục bot ở đây. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ tăng theo cái cấp độ này. Ví dụ ở đây các bạn bỏ ra chi phí là 400 cái đồng CP này thì các bạn sẽ được cộng thêm 10% cái tốc độ khai thác. Đó thì các bạn sẽ nhấp vào mục buy bên này. Tiếp theo thì các bạn muốn nâng cấp tiếp 20% này, 40, 80 và 160% thì các bạn sẽ nâng cấp hết ở đây. Nhưng quan trọng là khi mà các bạn phải khai thác được đủ cái số điểm này rồi thì các bạn mới nâng cấp được lên nhé. Ở đây cái số CB của mình nó còn đang có 200 thôi cho nên mình sẽ không nâng cấp thêm được. Đấy, nếu như bạn nào còn nhiều thì các bạn có thể là nâng cấp lên được nhé. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái mục fan ở đây thì nó sẽ giới thiệu về cái fan này. Đây mình sẽ chụp và dịch sang tiếng Việt để xem là các bạn tuyển dép thì sẽ được bao nhiêu phần trăm này. Ở đây thì dự án có nói là bạn bè của bạn tham gia Cyber này thì các bạn sẽ nhận được là 8% nhé. 8% do cái người các bạn trực tiếp giới thiệu và các bạn còn được hưởng thêm tầng 2, tầng 3 này. Tầng 2 là 5% và tầng 3 là 2%. Ở đây các bạn nhấp vào mục Invite Fan này thì nó sẽ không cho các bạn copy. Không có copy link thì các bạn cần phải quay trở lại nhé. Đây các bạn sẽ nhấp vào cái mũi tên ở bên dưới này, chúng ta quay trở lại này. Ở dưới này có cái mục ô vuông này. Các bạn nhấp vào đây và sau đấy nó hiển thị lên chữ Zep Link. Các bạn sẽ nhấp vào Zep Link và nó sẽ gửi cho các bạn một cái đường link này. Thì với cái đường link này các bạn sẽ copy và đi chia sẻ gửi cho bạn bè. Dự án này nó đang cho tặng coin miễn phí cho nên là chúng ta cũng không ngại chia sẻ nhé. Như vậy là trong video này mình vừa hướng dẫn chi tiết cách để chúng ta có thể tham gia khai thác cái đồng coin CB. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và kiếm được nhiều cái đồng CP. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.